thấy bật cười quanh đây. Buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà này vui bao la. Từ khi chào đón mấy chú rể tân, vậy lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu vừa đủ sai sung, một gia đình mới chứa chan niềm yêu thương. Ủa, dịp nhiên đông đủ quá vậy. Nội đừng có nói hôm nay họp trên phòng của con nha. Tất nhiên rồi, nội cũng biết cái chuyện này là phạm vô cái nội quy của gia đình mình. Nhưng giờ biết đường quá, nội không biết bằng cách nào nữa, đành phải họp ở trên này thôi. Dạ. Trời ơi, nội chịu không nổi bãi chiến trường mà xui gia của con Cúc đã để lại rồi. Nói đúng hay cái vấn đề mà con đang muốn nói nội ơi. Đó là cái điều mà con uất ức bấy lâu nay. Về vấn đề hai bác xui gia nhà mình, nội nghĩ sao? Cả đêm hôm qua con bị mất ngủ. Mất ngủ tại vì sao? Tại vì hai bác cãi nhau. Mà đâu phải cãi nhỏ đâu, cãi mà con nằm đây con nghe nè. Con nằm đây mà con nghe hết câu chuyện luôn. Nói cái gì? Nói về vấn đề là không đồng ý cho anh Nhật ở rể nhà mình. Đó, thầy Hương Thi. Chết rồi. Tới cái nước này thì bây giờ mình phải tìm cách rồi. Bây giờ cả nhà, nội có cách gì không? Má có cách gì không? Xung có cách gì không? Có ai có cách gì không? Hả? Giờ bình sao? Tĩnh, bình tĩnh, à. Bình tĩnh, dạ, dạ, bình tĩnh. Ảnh hưởng cái thai. Dạ. Để cho má suy nghĩ cái. Dạ. Anh chị xui gia, lâu lâu có dịp lên thăm nhà mình, thật sự đó là một điều tốt. Nhưng quan trọng là chị xui kìa. Khi đến nhà mình, chỉ là không chấp nhận mình làm khách. Chị muốn tham gia với vai trò của một người giống như người chủ vậy nè. À, chuyện đó là biết rồi, biết hết rồi. À, dạ. Và con nói tiếp, chuyện thứ hai là chị nấu ăn. Chị giành quyền nấu ăn trong ngôi bếp chính của nhà mình. Hèn chi, tiền nước tháng này của nhà mình lên vun vút. Nhưng mà má thấy thôi mình nít nôi con. Cái chuyện để người lớn tính nói ra mở miệng hổn. Dạ, không có được. Ba má của anh Nhật là anh rể của con chứ không phải là người lạ. Con phải nói, con bị uất ức quá rồi. Bây giờ hay là nhà mình con thấy không có ai đồng ý hết. Đúng trơn á. Má để cho nó nói đi, không nó nói cái gì mà lòng con hết. Không dám nói mà, để cho nó nói đi. Hay là cho hai bác về quê đi. Nói tiếp đi. Ông nói không nói câu đó là hổn nhiều. Phải không? Rất hổn luôn á. Trời đất ơi, nghĩ sao mà đời đuổi anh chị xui của tôi về quê vậy trời. Bây giờ cái quan trọng không phải là đuổi má. Người lớn phức tạp quá à. Giờ mình không thích thì mình nói không thích thôi. Còn mình nói thích thì mình thích người ta, mình mời người ta ở lại. Còn bây giờ người ta làm phiền gia đình mình, mà cái này là nhà của mình nữa, thì mình thấy không hợp thì mình mời hai bác về quê. Vậy là phù hợp mà. Đúng rồi đó má, cái này là mời. Mình mời chứ không phải là mình đuổi. Không, nãy giờ là ở đây có 4 người nhưng mà dạ, ý kiến mới có 3 thôi. Còn một nhân vật quan trọng im lặng từ đầu tới cuối chúng ta phải hỏi đây nè. Nội thấy sao nội? Nội cho ý kiến về cái chuyện mà mình không phải đuổi mà mình đuổi khéo đi nội. Trời ơi. Không, mình mời khéo. Con ăn trúng cái món gì mà mày nói nhiều quá vậy Sung? Nội cũng thấy vậy đúng không? Nhà mình cũng thấy vậy đúng không? Bởi vậy cả tuần này con nói chuyện liên tục luôn nội, con nói như bị lột lửa vậy. Lột lửa? Hay là do con ăn đồ ăn của bác xui? Trời ơi, ăn nhiều lắm, lột lưỡi nó, giờ con thành ra giống như series thứ hai vậy. Con nói liên tục, chết rồi, không ổn. Tôi nào con ăn đồ ăn nhiều quá, mốt con của con đẻ ra nó nói nhiều giống con này ông không được đâu. Nội ơi, tụi bay nghĩ cách đi. Tóm lại là nghĩ cách đi nội. Khoan, má bình tĩnh trước khi nói ra. Nhã Ngọc, Phun Châu, má hãy cho những lời nói rất là quý giá để tụi con có thể nghe được má. Dạ. Chắc có lẽ là phải mời anh chị Su Gia của Cúc là ở lại năm nữa. Tại vì trong nhà này Sung là nói chuyện ít nhất, mà bây giờ nó nói phằng như vậy là mình phải thay đổi chứ đúng không? Không được đâu nội nghĩ cách khác đi nội. Đi nội nghĩ cách khác đi nội, không được đâu. Không được hả? Không được. Má ơi sao vậy má? Về ở chung với ba má là sao? Công việc tụi con ở đây nữa mà. Ai nói tụi bay mà về quê mà nói công việc hả? Má đúng ơi, tụi con công việc nhiều lắm rồi, mọi thứ không thể nào mà đi về với ba má được đâu. Về ở chung với ba má, nhưng mà không phải về quê, ở tại xì phố này luôn. Ở tại đây là sao? Tụi con không hiểu gì vậy? Má mua nhà ở Sài Gòn, ở thành phố này rồi. Coi nè,
Nhìn nè, chung cư cao cấp, thoáng mát, sạch sẽ, có phòng cho em bé ở, có hồ bơi, có đủ thứ có hết. Trời đất ơi, tâm đấy. Rồi Nguyệt nó sống ở đâu? Ba má bán đất ở dưới hết trơn luôn hả? Ai nói? Ai nói là tôi bán đất ở dưới đó? Hả? Trời đất ơi. Vậy chứ tiền đâu má mua nhà trên này? Cái chuyện đó tôi ông tính, miễn lo. À, là ba má mới tính thôi chứ chưa mua đúng không? Trời, khi dễ hả? Nè, ba má đừng có khi dễ nha. Tiền một đống, muốn mua mấy căn ở thành phố thì mua. Ba má mới lên có mấy ngày mà thay đổi nhiều quá. Chứ sao? Dạ, má ơi, chuyện này để từ tính được không má? Chứ ba má nói bất ngờ quá, công việc của con đây rồi, với lại cái cuộc sống sinh hoạt cũng quen ở đây rồi đó má. Hai đứa không có bàn cãi gì hết. Chuyện đó ba má tính rồi, cứ như thế mà làm. Má sẽ nói chuyện với nội con sau. Tật dài dòng cũng không bỏ. Bàn theo tôi đó. Dạ con nép chút xíu thôi. Chỗ này sao không? Dạ, ngồi gần má, má hay chỉa trúng con quá. Dạ, nè, nội á với lại má coi đi. Đây là cái chỗ mà má chồng con định mua đó. 780 triệu. Nghe rồi. Nội nghe ba má Nhật nói rồi, nội đồng ý mà. Sao nội lại đồng ý? Sao lại không đồng ý? Cả nhà mình đang nhức đầu về cái chuyện ba má của thằng Vật cái quậy gia đình mình banh chành hết trơn trời rồi. Bây giờ không biết cách nào, tự nhiên người ta tạo ra một cái điều kiện để cho mình đừng nhức đầu, lý do gì không đồng ý con. Nghe lời nội, qua ở với ba má chồng con đi. Nhà đó là nhà của ba má chồng con mà. Mặc sức cho họ muốn đập, muốn phá, muốn bài, muốn vẽ cái gì đó cũng được hết trơn trời. Đỡ phiền phức, đúng không? Nhưng mà gì? Nhưng mà con chưa làm dâu bao giờ, sao con làm được? Đáp má. Má con... Nói đi. Nội nói không cũng lâu. Nói. Thưa má, thật ra nãy giờ đó con nghe cái câu chuyện của mình, con nghe cái nội dung không, đặc biệt là con nghe cái lệnh truyền của má, con cảm thấy con rất là ngạc nhiên. Dạ, tóm gọn cái ý muốn nói cái gì? Dạ, tóm gọn là con cảm thấy con bị choáng nặng á má. Dạ. Tại vì má cứ hình dung coi, Đu Đủ từ lúc mà mới sanh ra cho tới bây giờ, nó là làm việc và làm việc. Dạ, chỉ biết làm việc, không biết làm dâu. Hết chưa? Dạ, làm sao mà có thể qua bệnh ở với người ta 3 ngày là tao đuổi nó ra khỏi nhà rồi má. Hết chưa? Dạ, xin hết. Nhìn mặt hai má con mày sáng lát mà khờ ơi là khờ rồi. Yên tâm đi con, nội biết hết rồi. Ngay bây giờ con dọn đồ của con Đu Đủ qua nhà ba má chồng nó ở liền tức khắc. Cũng tạm tạm. Dạ. À, có má. Ủa, đồ gì của ai vậy em? Ủa gì vậy? Là sao? Này của mình mà. Dạ đúng rồi. Ủa là sao, là sao? Anh không hiểu. À, cái gì vậy? Dạ thì con dọn nhà đi. Hả? Cái gì? Con quyết định thiệt rồi á hả? Nhanh vậy con? Dạ thì có gì đâu nhanh, tại ba má nói với con là đã mua được nhà rồi, bây giờ con dọn đồ đạc qua bên nhà của ba má mua cho con á, rồi mình sống chung với nhau. Trời ơi trời, cái gì cũng phải có một cái sự từ thủng thỉnh đó con. Sao? Nhưng mà chưa có đồ nào thật. Trời ơi, kìa ba, vợ con mà. Anh ba chưa có đồ nội thất á, thì thời buổi giờ mình mua toàn là chung cư mà cao cấp, người ta làm sẵn hết trơn đồ nội thất rồi, ba đừng có lo, dọn vô là ở thôi. Nhưng mà thôi, còn chồng sách nữa, anh lên khiêng phụ em đi mau. Qua đây bàn ký coi. Sao bây giờ cái sự thể nó như này rồi sao giờ tính sao? Trời ơi, tôi đâu có ngờ được đâu. Tôi thấy thằng con mình á hả, bị ăn hiếp quá. Nó giống như là làm dâu nhà này. Cho nên nó tôi ra cái kế hoạch là mua nhà để phủ đầu nó. Còn cái vụ mà hả, mua nhà thì phải để bán đất ở dưới quê lên mua. Ai nhè đâu nó làm cấp tốc quá.
nó quyết định thẳng thắn quá. Lẽ ra là nó phải từ chối chứ làm sao mà nó tiến công mạnh gì nè. Trời đất ơi, mình cũng tại bà thôi, không ai biểu bà quăng lũ đạn chi cho nó nổ sùm hết trơn, bây giờ chịu thôi chứ biết sao. Gì vậy à? Má, má có điện thoại tôi mà. Má làm gì má run giống như là bị bắt quả tang vậy má. Ủa trời ơi, con ơi. Alo. Alo. Hả? Nguyệt hả? Ừ, má đây, má đây. Sao? Chuyện bữa con nói mẹ là lên nói đu đủ á hả? Giúp cho con cái vụ mà lô hàng ở công ty á hả? Chết cha rồi. Trời ơi má ham vui quá má quên. Ê quên. Má lu bu quá má quên. Thôi được rồi. Đừng có lo. Để má nói liền ha. Ừ, được rồi. Ok. Ok. Rồi. Cái gì vậy bà? Trời ơi. Dạ. Chuyện gì vậy má? Đầu óc nó sao á? Bữa lên đây Nguyệt nó nhờ má nói cho con là lo giải quyết giùm hả cái lô hàng ở công ty nó kẹt ở sân bay đó. Mà quên mà không nói. Nhưng mà nó nói là rất là nguy hiểm. Trời ơi, cái con mà không giải quyết cái lô hàng đó cho nó hả, có thể nguy cơ nó bị đuổi việc, mất việc làm luôn. Trời ơi, nguy hiểm. Trời má ơi. Quên. Má ơi, trời ơi, chuyện con Nguyệt vậy mà má không nói. Thôi mua nhà nữa trời. Chuyện vậy mà bà cũng quên được. Ba, cả nhà đừng có ai lo lắng gì hết trơn á. Tưởng gì chứ cái chuyện đó con lo được. Chẳng những vậy nha, con nghĩ rằng kể từ nay trở đi sẽ mời em Nguyệt lên trên thành phố này sống cùng với gia đình mình ở chỗ cái nhà mà má mua đó, để cho gia đình mình nó đoàn tụ luôn ha ba má hả? Lẹ vậy con hả? Dạ, con đã giải quyết chuyện của em Nguyệt xong rồi. Nhanh vậy con? Trời ơi, tiếng nói của vợ con trong cái ngành xuất nhập khẩu Đông Nam Á này là trong nước này là dữ lắm à. Má cảm ơn con nha. Có gì đâu cảm ơn má. Người nhà khóc à. Má, như nãy con nói rồi đó, bây giờ đi làm thì cũng khó khăn, có con ở đây nên má cứ nói với lại cô Nguyệt á, lên trên đây đi, mình sinh sống rồi con giới thiệu vô cái chỗ mà con đang làm á, rồi có chị có em cũng đỡ đần nhau, đặc biệt á là ở cùng cái nhà mới của ba má nữa, gia đình mình đoàn tụ hạnh phúc ha ba má ha. Con con Nguyệt á, nó có thích Sài Gòn đâu, với lại ba má cũng vậy dữ, ở với nó luôn mà. Con căn nhà trên này ba má tính sao? Con ơi con, ba má mới tính thôi, chưa có mua được căn nhà trên này. Cái vậy? Trời đất ơi, chết con rồi. Con đã lỡ từ biệt bà nội con rồi, từ biệt bạn bè trơn trọi rồi. Bây giờ má nói là không có nhà ở, bây giờ làm sao? Trời ơi, sao lúc đó ba má nói chắc như đinh đóng cột vậy? Thì bây giờ thôi để má tính. Thì má có gì má giúp giùm cho tụi con, má lựa lời má nói chuyện với bà nội giùm tụi con nha. Lúc trước á thì má chưa có hiểu tận tường sự việc, bây giờ má hiểu ra rồi. Cảnh mỗi người mỗi cảnh, má không hiểu má nói gì nữa con. Dạ vậy là bây giờ là má có chấp nhận cho con ở đây làm rể không? Bây giờ má mới hiểu ra thì là con á thì giỏi việc bếp nút nhà cửa giặt giũ, thì vợ con á thì nó giỏi cái ngoại giao rồi hả, coi như là bên ngoài chuyện nước, vậy thì được rồi. Vậy là má hiểu rồi phải không? Má không có buồn chuyện vợ chồng con nữa rồi nha. Vậy đi. Yeah.